Tập 12H Mai ước mơ lên sóng tối 18, 5. Anh Bùi Văn Quẹo, 27 tuổi, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đăng ký dự thi với bài Vợ Tôi, sáng tác, Mạnh Quỳnh. Anh Quẹo hát Vợ Tôi cầm ly ngỡ ngàng nghe người chồng khiếm thị hát tặng vợ thí sinh thể hiện nhạc phẩm với lối hát từ tốn. Một mạng. Ở những phân đoạn như, tôi thương vợ tôi không lượt là xa hoa gấm nhung, tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Cách luyến lấy cuối câu của anh được khán giả vỗ tay cổ vũ. Trên ghế giám khảo, diễn viên Trấn Thành, ca sĩ Cẩm Ly liên tục suýt xoa tâm đắc giọng hát của thí sinh. Chất giọng của anh khi cất lên khiến chúng tôi đều hết hồn. Vài chỗ hơi chệch choạc nhưng không quan trọng so với tổng thể, Cẩm Ly khen. Cô khẳng định với giọng hát này, anh Văn Quẹo sẽ tiến vào vòng cuối. Anh Quẹo vốn làm nghề bán vé số, sống cùng vợ và con gái hơn 2 tuổi. Gia đình anh mỗi người mang một khiếm khuyết khác nhau. Anh Quẹo khiếm thị, vợ anh chị Nguyễn Thị Kim Chi bị tật ở tay chân, không đi đứng được. Con gái anh bị cơ mắt, phải điều trị lâu dài. Mỗi ngày, tôi vợ chồng đi bán vé số. Có hôm, vì mải mời khách mua vé mà không nhìn đường, bị lật xe, chị Chi té gãy chân. Tối về, đôi vợ chồng còn đính hạt cường thủ công để kiếm thêm thu nhập, lo trị bệnh cho con gái. Với hoàn cảnh như vậy mà vẫn sinh được con, đó là kỳ tích của hai anh chị, Trấn Thành xúc động. Ở vòng cuối, anh Quẹo trình bày nhạc phẩm Lòng Mẹ Hai, Ngọc Sơn sáng tác. Trấn Thành nhận xét cách hát của anh khiến người nghe phải đau tim. Anh Quẹo cùng đoạt giải nhất tuần với một thí sinh khác, chia đôi số tiền thưởng 75 triệu đồng. Anh Quẹo hát Lòng Mẹ Hai, anh Quẹo hát Lòng Mẹ Hai hát mãi ước mơ khởi động từ năm 2017. Người chơi đăng ký thi để kiếm tiền thưởng giúp đỡ người thân quen gặp hoàn cảnh khó khăn. Kết quả do giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly và một giám khảo khách mời cùng khán giả trường quay đánh giá. Tam kỳ,